Bé nhà mình năm nay là bao nhiêu tuổi ạ chị? 8 tuổi. 8 tuổi ạ. Thế là cháu là bị co giật là do động kinh đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ sinh ra được 2 tháng bị tới giờ luôn, 8 năm rồi. Em được biết là chị có đang cho cháu sử dụng Egaruta thì đến nay các cái biểu hiện của cháu có được thuyên giảm không ạ? Dạ thấy nó cũng đỡ hơn rất là nhiều à. Lúc trước đó là nó giật đó, là nó giật nhiều là nó mệt đó. Nó giật xong nó mệt. Còn bây giờ nó vẫn có giật. Nó giật nhưng mà nó giật xong nó khỏe, nó vẫn bình thường, nó giật xong nó vẫn ngồi dậy chơi. Lúc trước có thể là 6-7 cơn, nhưng mà bây giờ là một tuần có thể một cơn. Khi mà sử dụng EGA thì chị có cho cháu sử dụng thuốc tây không ạ? Dạ có, hai loại em đều sử dụng hết cho nó. Dạ vâng, thế em cảm ơn chị ạ.